6. Như Lai tá thán công đức Địa Tạng Bồ Tát. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn chuyển thân phóng hào quang lớn, chiếu khắp muôn ức hằng hà sa số cõi đức chư Phật, xuất tại âm thanh mà bảo hết thảy thế giới ấy rằng: tất cả Bồ Tát, trời, rồng, quỷ thần, nhân và phi nhân lắng nghe ta ngay xương dương tán thán công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã hiện ra khắp mười phương thế giới, từ bi thần lực không thể nghĩ bàn để độ hết thảy tội khổ quần mê. Sau ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời, rồng, quỷ thần, nhân tảng cần rộng phương tiện hộ vệ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều thoát hết khổ, vui chứng niết bàn. Phật nói dứt lời, trong pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu là Phổ Quảng chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con nghe Đức Thế Tôn khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát có sức uy thần khôn siết nghĩ bàn, kính xin Thế Tôn hãy vì chúng sanh đời mạt pháp này mà nói rõ ràng những sự nhân quả của Ngài Địa Tạng đã làm lợi ích khắp cõi trời người, khiến cho các hàng thiên long tám bộ và các chúng sanh ở đời sau này kính vâng lời Phật. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ nói qua những việc phúc đức của Ngài Địa Tạng, lợi ích nhân thiên để các ông nghe. Phổ Quảng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: kính vâng lạy Phật, chúng con muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: về đời sau này, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là khen ngợi, hoặc là đảnh lễ, hoặc là mến mộ, thì người ấy thoát khỏi mọi tội lỗi trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng ơi, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào tô vẽ hình tượng hoặc lấy đất đá keo sơn vàng bạc đồng sắt bát tượng Địa Tạng Bồ Tát chiêm ngưỡng lễ bái, thì những người ấy sẽ được trăm lần sinh lên ở trong ba ba cõi trời, vĩnh viễn không đọa vào đường ác nữa, giả thừa hưởng hết phúc ở cõi trời, sinh xuống nhân gian cũng được làm vua không mất lợi lớn. Nếu có người nữ nhàm chán thân nữ, tận tâm cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng tranh ảnh đất đá keo sơn vàng bạc đồng sắt, ngày ngày như thế không hề chán nản, thường đem hương hoa các thức ăn uống, y phục mũ áo lụa là tràng phan tiền bạc bảo vật dân cúng, người thiện nữ ấy sau khi hết một báo thân nữ này thì muôn kiếp sau chẳng còn phải sinh vào cõi phụ nữ, huống là phải chịu lầm thân nữ, trừ khi vì lòng từ bi phát nguyện cần thụ thân nữ để độ chúng sinh. Như vậy cho thấy nhờ sức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức cho nên hàng trăm nghìn vạn ức kiếp chẳng còn phải chịu lầm thân nữ nữa. Lại thế này nữa, Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, chỉ cần thành tâm chiêm lễ trước tượng Địa Tạng Bồ Tát lâu bằng bữa ăn, người ấy trong hàng nghìn vạn kiếp sau tất sinh là người đầy đủ tướng mạo, không có bệnh tật. Nếu như người nữ thân xấu xí kia không chán thân nữ, thì muôn ức kiếp thường được làm thân công chúa, vương phi, dòng dõi nhà quan hay con trưởng giả, hình vóc đoan trang, tướng mạo xinh đẹp, đó là bởi lòng chí thành kính lễ Địa Tạng Bồ Tát cho nên được hưởng phúc báo như thế. Lại nữa, Phổ Quảng, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào thường đối trước tượng Địa Tạng Bồ Tát dâng tấu âm nhạc, ca hát tán thán cúng dường hương hoa cho đến khuyến hóa một hay nhiều người cũng làm như thế, thì những người ấy nghe trong đời này và cả đời sau thường được trăm nghìn các vị quỷ thần ngày đêm hộ vệ, không cho những sự ác lọt vào tai, huống còn phải chịu những sự tai vạ bất ngờ hay sao. Này Phổ Quảng ơi, nếu đời sau này nếu có ác nhân, ác thần, ác quỷ thấy có thiện nam, thiện nữ quy cung kính tán thán chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà lại dèm chê báng bổ, cho là không có công đức, không lợi ích gì, hoặc nhe răng cười, hoặc chê sâu lưng, hoặc chê trước mặt xui người cùng chê, xui một người chê hay nhiều người chê, dù chỉ một niệm sinh lòng dèm chê. Những kẻ như thế đến đời hiền kiếp khi nghìn đức Phật nhập diệt qua rồi, tội báo kinh chê vẫn còn bị đọa trong ngục A Tỳ, chịu tội cực khổ qua kiếp ấy rồi, thụ thân ngạ quỷ trong 1000 kiếp, lại làm xúc sinh qua nghìn kiếp nữa mới được làm người. Dù được làm người cũng hạng hèn hạ, các căn không đủ, bị nhiều nghiệp ác ràng buộc vào mình, chẳng được bao lâu lại đoạn đứng ác. Lại Phổ Quảng này, chỉ vì khinh chê người khác cũng giả mà còn mắc phải tội báo như thế, huống chi tự mình sinh tâm ác kiến phá hủy thì sao? Này Phổ Quảng ơi, nếu đời sau này có người nam nào hay người nữ nào ốm đau lâu ngày, liệt giường liệt chiếu, cầu sống không được, cầu chết không xong, hoặc đêm nằm mộng thường thấy quỷ thần hay là người thân dẫn đi đường hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc nghe ác quỷ, ngày tháng năm dài chuyển thành bệnh trọng, trong lúc ngủ mê, kêu gào, thê thảm, chẳng được yên vui, đó đều là vì đang xét tội nghiệp chưa định nặng nhẹ, cho nên muốn chết không chết đi được, muốn khỏi không khỏi. Kẻ phàm mắt tục, không rõ việc ấy, phải nên đến trước tượng Phật Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những thứ của kẻ bệnh nhân thường hay ưa thích như là châu báu dụng vườn nhà cửa, đối trước người bệnh mà nói to rằng: chúng con tên là,
Nay vì bệnh nhân, đối chức kinh tượng đem các thứ này cúng dường kinh tượng, hoặc tạo kinh tượng Phật và Bồ Tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc mua dầu đèn, hoặc cúng thường trụ. Bạch lên ba lần khiến cho người bệnh nghe tiếng như thế. Giả thử thần thức của cậy bệnh nhân đã bị phân tán hay đã tắt nghỉ, thì hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng bạch và tụng kinh này, kẻ bệnh nhân đó sau khi chết rồi, dù cho từ trước có những tội nặng đọa ngục vô gián cũng được thoát hẳn, sinh vào cảnh nào vẫn thường nhớ biết kiếp trước của mình. Huống chi thiện nam hay thiện nữ nào, tự mình biên chép hoặc là bảo người biên chép kinh này, hoặc là tự mình hay bảo người tạo hình tượng Bồ Tát, người đó tất được phước báo lớn lao. Này Phổ Quang ơi, vì thế nên ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi hoặc là cung kính đối với kinh này, thời ông nên dùng trăm nghìn phương tiện khuyên dạy người đó một lòng chăm chỉ chớ đừng chán bỏ, thì ngay đời này và cả đời sau sẽ được trăm nghìn vạn ức công đức không thể nghĩ bàn. Lại còn đây nữa, Phổ Quang Bồ Tát, về đời sau này nếu có chúng sinh hoặc khi mơ mộng thấy các quỷ thần và các hình lạ, hoặc là buồn bã khóc lóc thở than, dầu dĩ kêu van hãi hùng sợ sệt, đó đều là do họ hàng mẹ cha, vợ chồng con cái quyến thuộc nội ngoại về những kiếp xưa, hoặc là một đời trăm đời nghìn đời đương đoạn ngã chưa được giải thoát, không chỗ trông mong vào phúc lộc nào để cứu khổ não, nên mới tìm về cầu cứu những người quyến thuộc kiếp xưa, khiến làm phương tiện cầu nguyện thoát ra khỏi các đường ác. Này Phổ Quang ơi, ông nên dùng sức uy thần khiến cho các quyến thuộc ấy đều đối chức tượng chư Phật Bồ Tát dốc lòng thành kính tụng đọc kinh này, hoặc thể người đọc đủ số 3 biến cho đến 7 biến. Như vậy thì những quyến thuộc đứng mắc trong đường ác kia nghe tiếng tụng kinh khi đủ số biến liền được giải thoát, từ đó trở đi trong lúc chiêm bao không còn mơ thấy ai hiện về nữa. Lại nữa Phổ Quản, về đời sau này có những hạng người nô tỳ hèn hạ cho đến những người mất quyền tự do, đều biết rõ vì nghiệp xưa của mình đời trước gây ra, nay cần sám hối, thời phải chí tâm chiêm lễ trước tượng Địa Tạng Bồ Tát trong cả 7 ngày và niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ một vạn lần. Như vậy thì những hạng ấy khi chịu hết nghiệp báo thân hèn hạ trong đời này rồi, hàng trăm nghìn kiếp ở về đời sau thường sinh vào hàng dòng dõi tôn quý, vĩnh viễn không đọa vào đường ác nữa. Lại nữa Phổ Quang, về đời sau này nơi Diêm Phù Đề, hàng Sát Đế Lợi và Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ cả các bậc ấy cùng dòng họ khác và các dân tộc, như có người nào mới sinh nở được bé trai bé gái, trong vòng 7 ngày sớm vì đứa bé mà tụng kinh điển không xin nghị bàn, lại vì đứa bé mà niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ một vạn lần. Nếu được như vậy, thời đứa bé đó dù cho kiếp trước có gây tội chi đều được giải thoát, đứa bé yên ổn, vui vẻ, dễ nuôi, lại được sống lâu. Nếu như đứa bé kiếp xưa sẵn có phúc đức thụ sinh, càng thêm vui hơn, được sống lâu hơn. Lại nữa Phổ Quản, về đời sau này, trong tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, 16, 18, 23, 24, 28, 29, 30, đó là những ngày kết tập xử tội, định nghiệp nặng nhẹ, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Suy nghĩ hành động đều là nghiệp cả, đều là tội cả, huống hồ lại còn phóng túng giết hại, trộm cắp, tà dâm, phóng ngữ đủ đường, gây ra trăm nghìn thứ tội nữa ư? Nếu chúng sinh nào 10 ngày chạy ấy, đối chức hình tượng chư Phật, Bồ Tát và các thánh hiền tụng đọc một biến trong khóa kinh này, thì khắp Đông Tây Nam Bắc trong vòng 100 do tuần đều hết tai nạn. Ngay trong nhà ấy, lớn bé già trẻ từ đó về sau hàng trăm nghìn năm xa lìa đường ác, trong 10 ngày trai, mỗi ngày tụng đọc một biến kinh này, thì hiện đời này nhà ấy không mắc những bệnh đột xuất, cơm ăn áo mặc đều được dư thừa. Này nữa Phổ Quản, vì thế biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có sức uy thần vô cùng lớn lao, trăm nghìn vạn ức những sự lợi ích khó nói hết ra, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng, cho nên khi nghe thấy danh Bồ Tát, thấy tượng Bồ Tát, cho đến chỉ nghe dù là ba chữ, năm chữ kinh này, hoặc một vài kệ hay một câu văn, thì chúng sinh đó ngay đời hiện tại được vui lạ thường, trăm nghìn vạn kiếp về đời vị lai được đẹp thân hình, lại được thác sinh vào nhà tôn quý. Khi bấy giờ, ngài Phổ Quang Bồ Tát nghe Đức Như Lai khen ngài Địa Tạng, nghe xong Bồ Tát liền quỳ chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn biết rằng bậc đại sĩ ấy có sức uy thần khôn xiết nghĩ bàn và sức thệ nguyện lớn đã từ lâu, nên con vì muốn chúng sanh đời sau khiến cho rõ biết những sợi lợi ích, nên con mới thưa hỏi Đức Như Lai. Vâng, con đã nghe, nay xin lĩnh thụ. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này nên đặt tên là kinh gì? Xin bảo cho con về cách lưu hành truyền bá thế nào. Đức Phật bảo ngài Phổ Quang Bồ Tát, kinh này cả thầy có ba danh hiệu, một gọi là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, hai gọi là kinh Địa Tạng Bổn Hạnh, ba gọi là kinh Địa Tạng Bổn Thệ Lực. Nguyên vì Địa Tạng từ bao đời kiếp xa xưa đến nay thường phát nguyện lớn làm lợi chúng sinh, cho nên các ông phải theo nguyện mà lưu hành truyền bá. Bồ Tát Phổ Quản nghe rồi tin nhận, chắp tay cung kính đảnh lễ mà lui. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Ni So, ha ha ha.